Video này em sẽ hướng dẫn anh chị về cách thức nhập hàng lần hai. Đầu tiên là anh chị sẽ vào phần hàng hóa, sau đó tìm mã mà anh chị về hàng. Kéo xuống phía dưới thì ở đây của bọn em có này là thêm mã con, lịch sử nhập và nhập hàng nhanh. Thì anh chị sẽ ấn vào nhập hàng nhanh. Anh chị về hàng lần thứ hai bao nhiêu thì anh chị sẽ tích vào từng đó. Đủ gì anh chị có thể ấn luôn vào dấu cộng ở ngay cạnh màu này. Hoặc là về từng size một thì anh chị lẻ từng size một thì anh chị có thể dí để thêm số lượng, dí vào size. Đó, còn trong trường hợp mà về thêm màu mới thì anh chị sẽ ấn vào thêm mã con này, chọn màu. Như ở đây màu đen em có rồi, em thêm màu hồng nhé. Thêm mã con, sau nhập số lượng vào, xác nhận thôi, tạo toa. Đấy, thì như anh chị thấy là màu và số lượng của nó hiện tại vẫn chưa lên này, số lượng vẫn chưa lên này, thì anh chị đã vào phần cá nhân, danh sách phiếu nhập. Anh chị sẽ thấy có một toa nhập này, ấn vào và sau đó xác nhận. Sau khi xác nhận xong thì số lượng nó mới bắt đầu nhảy nha anh chị. Đó.